Netizen Trung Quốc trầm trồ, Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành quốc gia phát triển trong tương lai. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Không thể tin được, CEO Nvidia và Thủ tướng Việt Nam đang ăn nhẹ vào đêm khuya ngay bên cạnh tôi. Những người khác đang đưa tin và tôi có mặt tại hiện trường." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi sẽ đến Việt Nam để xem liệu có cơ hội kinh doanh nào ở đó không. Bạn hãy tìm hiểu nhiều hơn và quan sát nhiều hơn. Đừng quá vội vàng. Được rồi, cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi. Khẩu vị của người Việt Nam cũng giống như của chúng ta. Đồ ăn tứ xuyên không phù hợp, sẽ tốt hơn nếu làm món gì đó nhẹ nhàng, chua cay. Miền Nam phù hợp với đồ ăn phương Tây, tốt nhất là đồ ăn Pháp. Đừng đụng đến đồ ăn nhanh và thịt nướng của Mỹ nhé. Sẽ mất tiền đó. Việt Nam chắc chắn sẽ trỗi dậy. Vâng, cứ cho là như vậy đi. Một công ty đã cất cánh. Điều đó quá dễ dàng. Hãy nhìn xem hiện nay có bao nhiêu nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển tới Việt Nam. Chúng ta có nên dọn dẹp các cửa hàng và đám đông ở cả hai bên không? Đi đâu xe cộ cũng bị chặn, đèn đỏ suốt chặng đường. Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một nước phát triển. Những chiếc xe máy ở gần đó không được kéo đi sao? Mua bất động sản Việt Nam nhanh chóng thôi. Bất động sản ở Việt Nam không rẻ, ít nhất 20.000 tệ trên mét vuông ở Hà Nội. Tôi có thể thấy tiềm năng hơn 50.000 tệ ở Hà Nội trong vài năm tới. Không có cảnh sát dọn đường nhỉ? Đường đã thông xong mình vừa up video mở đường. Tôi chua xót quá. Thật ghen tị. Nhưng đây là điều họ đáng nhận được, chúc phúc cho Việt Nam. Nvidia chọn Việt Nam. Nếu không có gì khác, Huawei cũng muốn đến đó. Mọi người có thể không muốn nó xảy ra. Không có nhân viên bảo vệ nhỉ? Chỉ những quốc gia có an ninh kém mới cần nhân viên bảo vệ. Dù có việc lớn nào thì cũng phải đảm bảo an ninh rất cao, dù có bịt kín hay không. Đáng lẽ đây là Foxconn thứ hai. Nếu Foxconn không rời đi và Nvidia đến, những nhà đầu tư nước ngoài đó sẽ không rời đi và sẽ đầu tư nhiều hơn. Hãy nghĩ xem ngày nay chúng ta sẽ giàu có như thế nào. Việt Nam đang cất cánh rồi. Họ đã cất cánh hơn 10 năm trước, và tôi ước tính rằng mình sẽ sớm trở thành người mạnh thứ hai trên thế giới. Hãy tăng gấp đôi lương trong vòng 10 năm. Hạnh phúc đã đến với người dân Việt Nam. Tương lai của Việt Nam là vô hạn. Việt Nam ngày càng tốt hơn, có hy vọng. Nếu giải trí ở nơi này, môi trường đầu tư sẽ không tệ. 1/3 số video được xem là từ Việt Nam. Lượng truy cập có tăng lên không? Việt Nam sẽ phát triển nhanh chóng trong 20 năm tới, và được kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia phát triển tiếp theo. Tôi muốn qua đó mở quán cơm cuộn có được không? Không đùa đâu, nó sẽ ngày càng tốt hơn. Em gái chồng tôi sang mở đại lý ô tô ở đó. Quảng Tây làm việc tại Việt Nam có thuận tiện không? Thuận tiện, đi nhanh lắm. Có thuận tiện gì không? Giao tiếp ngôn ngữ cơ bản nhất là trở ngại lớn. Nếu lúc đó họ không bỏ được tiếng Hoa thì bây giờ không ai đến Quảng Đông, mà người Quảng Tây đã sang Việt Nam rồi. Người dân Việt Nam đã chính thức bước vào cuộc sống hạnh phúc. Họ sẽ sớm cất cánh. Người Việt có thể chịu đựng gian khổ và chịu khó. Có sự khác biệt giữa người Việt và những người bản địa Đông Nam Á khác. Quảng Tây sau này sẽ gặp may mắn, sang Việt Nam làm việc. Việt Nam đã thành công rồi sao? Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đều là những người có trình độ học vấn cao, họ biết phát triển là gì, nên đi theo con đường nào và kết bạn với những loại người nào. Việt Nam có cơ hội vượt qua Hàn Quốc. Những gì mất nói về việc xây dựng nhà máy ở Trung Quốc là tốt, nhưng tôi không thích uống rượu và giao lưu. Điều này làm bạn phấn khích sao? Tôi chỉ uống cà phê và hưng phấn thôi, không liên quan gì đến họ cả. Cà phê Việt Nam ngon. Họ tràn đầy sức sống, chúc người dân Việt Nam may mắn. Người Việt hạnh phúc nhất thế giới. Hình như người Việt vẫn thích uống bia thì mở xưởng bia ở đó cũng được. Việt Nam sắp phát triển nhanh chóng. Họ đã phát triển nhanh chóng trong vài năm rồi. Việt Nam trỗi dậy rồi. An ninh của họ rất lỏng lẻo. Làm thế nào bạn có thể đến gần như vậy? Không phô trương, văn hóa rất tuyệt vời. Họ chỉ ăn ở nhà hàng nhỏ này sao? Nếu có một cái ở đây thì nó sẽ trở thành một người nổi tiếng trên mạng. Tôi tự hỏi liệu về Việt Nam có trở thành một người nổi tiếng trên mạng hay không? Tôi không biết ghen tị vì điều gì. Chúng ta có Huawei, chính họ mới đáng ghen tị ta. Vậy thì sao? Cuối cùng, bạn phải dựa vào chính mình thôi. Không cần phải nói, Việt Nam chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Không cần phải suy nghĩ về nó. Những người bên cạnh họ có phải là người thật không?
kiểu người thật mà bạn gặp ngẫu nhiên. Tôi ngẫu nhiên đây này và họ cũng như vậy. Việt Nam là nước phát triển tiếp theo thôi. Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển sau 20 năm nữa. Tại sao thường dân lại đến gần như vậy nhỉ? Tôi đang ở đâu? Làm sao một người đàn ông cao lớn như vậy có thể gọi là thường dân được? Việt Nam có một tương lai tươi sáng. Hãy nhìn vào Việt Nam trong 20 năm tới mà xem. Người đẹp Việt sau 20 năm vẫn đẹp đúng không? Các nhà máy cung cấp dịch vụ em phải rời khỏi Trung Quốc, cũng như Hồng Kông và Macau. Việt Nam đất nước đầy triển vọng. Công ty của tôi sẽ chuyển đến Việt Nam và Singapore sau Tết Nguyên đán năm sau. Số 1 thế giới đang ở rất gần. Nếu người Trung Quốc đoàn kết và yêu mến Trung Quốc như người Do Thái, thì Mỹ cũng sẽ phải quỳ gối trước Trung Quốc. Luôn có một lá cờ đỏ trong ba lô đi nước ngoài của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy Việt Nam là điều không thể đạt được. Gần đây toàn là Việt Nam khuấy động tổ ong. Trong hoàn cảnh không thể thay đổi được gốc rễ thì ai cũng mong đi theo hướng đó. Mọi người đều thích chơi với những người cùng chí hướng. Người Việt Nam không mặc đồng phục nhỉ. Các bạn đã nhìn thấy ánh sáng chưa? Như hưởng lệ người xuất sắc và người xuất sắc đi cùng nhau. Việt Nam là quốc gia hùng mạnh nhất châu Á và sẽ là quốc gia phát triển trong tương lai. Tại sao ông ấy không đến đất nước của chúng tôi? Chúng tôi là đồng bào và nên đến Trung Quốc để đầu tư. Ông ấy lớn lên ở Hoa Kỳ. Người Trung Quốc sẽ không mua các đồ họa của ông ấy ha. Họ có điện không? Trung tâm dữ liệu trong nước nằm ở Quý Châu. Vì vị trí địa lý, điện và nước vượt trội nên chỉ cần hạn chế điện năng cho họ và để châu Âu và Hoa Kỳ xây dựng năng lượng hạt nhân cho họ. Điện là một vấn đề rất dễ giải quyết, đừng sử dụng nó như một lý do. Việt Nam nói, tôi đã bao giờ xúc phạm anh chưa? Tại sao anh vô cớ hạn chế quyền lực của tôi? Bạn tin hay không, 10 năm nữa họ sẽ tố chip Trung Quốc quá rẻ, ngày nào cũng không bán được hàng Trung Quốc. Khả năng là không đâu. Chú tôi mở một cửa hàng 5 nhân dân tệ ở Hà Nội và kiếm được rất nhiều tiền. Khi nào bạn sẽ đến đó? Năm mới sẽ qua. Hệ thống cung cấp điện sẽ thường xuyên bị hỏng. Sợ mắc sai lầm chính là sợ tiến bộ. Điện chắc chắn không phải vấn đề nhưng lòng người mới là vấn đề lớn. Mạng lưới điện sẽ được thiết lập từ từ, dù chúng ta có đi bao nhiêu năm đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nhanh hơn chúng ta. Gần đây nguồn điện không ổn định, cần kiểm tra lại đường dây điện, họ sẽ trở thành Singapore tiếp theo. Lương tháng của tôi ở Việt Nam là 30.000 đô la Mỹ, mất điện khu dân cư không đồng nghĩa với mất điện khu công nghiệp đâu các bạn. Các trung tâm dữ liệu, siêu máy tính, đều cần rất nhiều điện phải không? Mấu chốt là anh Long không dám dừng lại, xuất khẩu điện vẫn rẻ. Dựa trên các bình luận từ netizen Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận chính về cách họ nhìn nhận Việt Nam hiện nay. Nhiều người nhận thấy Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của các tập đoàn quốc tế như Nvidia và các nhà đầu tư nước ngoài. Có sự ghen tị khi so sánh sự tự do, an ninh và tiềm năng phát triển của Việt Nam với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các lãnh đạo cao cấp Việt Nam có sự kết nối gần gũi với người dân. Nhiều người thể hiện sự quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, từ bất động sản, nhà máy sản xuất đến các ngành dịch vụ như ẩm thực. Họ kỳ vọng giá trị bất động sản và cơ hội đầu tư ở Việt Nam sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai gần. Việt Nam được đánh giá cao về khả năng thu hút các nhà đầu tư lớn nhờ môi trường chính trị ổn định, lãnh đạo có tầm nhìn và lực lượng lao động chăm chỉ. Nhiều bình luận cho rằng Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia phát triển trong 20 năm tới, thậm chí cạnh tranh với Hàn Quốc. Một số người bày tỏ sự lo lắng về việc các nhà máy, nhà đầu tư quốc tế rời khỏi Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam. Điều này được xem là một thách thức trực tiếp đối với nền kinh tế Trung Quốc. Họ khen ngợi cách lãnh đạo và người dân Việt Nam hòa đồng, thân thiện và sống giản dị. Những hình ảnh như việc Thủ tướng Việt Nam dùng bữa khuya không cần vệ sĩ được xem là minh chứng cho sự gần gũi này. Ẩm thực Việt Nam cũng để lại ấn tượng tốt, với nhận định tích cực về cà phê, bia và sự đa dạng trong các món ăn. Netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia đang trỗi dậy với tương lai đầy hứa hẹn. Dù ghen tị với những thành công và cơ hội phát triển của Việt Nam, họ cũng thừa nhận sự ngưỡng mộ trước khả năng thích nghi, tầm nhìn chiến lược và văn hóa đặc sắc của đất nước này.